Hello anh chị em, cô dì chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Hôm nay tôi làm một cái thử thách nó thú vị, đặc biệt nhất cái nát. Đó là cùng những người đồng đội thiện lành mà không thân thiện lắm, dẫn nhau vô tử chiến mà không có bắn. Mà hôm nay tụi tôi vô đây để cầm lựu đạn thơm ngon mời bạn ăn nha. Để chọi tới công chuyện mấy anh địch. Boy, một thằng chọi thì mấy anh địch có thể né được, còn cái này là bốn thằng thì sao mà né được. À mà anh em coi video đừng có quên ấn like với lại subscribe ủng hộ tôi nha. À nhớ nhấn cái chuông nữa nha. Mèn để ơi thính gớt rồi, có kêu một cái là mấy anh địch tiêu với tôi. Trời ơi thứ gì chịu nổi. Rồi rồi tụi bay xong bay chiến này rồi. Tao có hai trái lựu một trái bơm keo, thì cái dáng này bay xác định bay về với lại cát bụi đi. Đâu rồi mấy anh bạn trẻ trốn đâu hết rồi. Trời ơi bắn nhau bên đó vui vậy. Để tôi chạy qua tôi gửi ké hai trái lựu dứ. Vô rồi vô rồi. Ở đậu xanh đâu gan nhỏ này vậy? Đồng đội mày nó tích cực bắn nhau đằng kia, mà mày chạy lên đây mày núp. Vậy là mày xứng đáng ăn trái lựu đạn của tao rồi. Chạy đâu cho thoát. Trời đất ơi, vậy mà chưa gục hả? Thôi tặng thêm trái nữa nè. Mày tới công chuyện mày chiến này rồi. Trời đất ơi, vẫn chưa gục luôn. Vậy là mày ép tao phải dùng cú đấm sấm sét rồi. Chạy đi đâu. Ở đậu xanh, hát rồi. Bạn địch ơi, bạn đừng có gạt mình được không? Mình là địch nhưng mà dù gì mình cũng là đồng đội với nhau mà. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Trời đất ơi, cảm ơn nhiều vì bạn không gạt tôi nha. Tôi xin rút lại cái câu cảm ơn vừa rồi nha. Cái đậu xanh địch gì mà không có tình người vậy chứ á. Nghĩ sao chơi phai phai mà bắn gục cái là gạt hả? Người anh em của tôi hãy cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Nó mới hạ tôi xong đó. Rồi rồi, một thằng thì mày đỡ được, nhưng cái này là hai thằng. Trời ơi, mày nghĩ mày hạ tao là xong hả? Tuy là nó hạ được đứa mạnh nhất bên team tôi là tôi đó, nhưng mà nó quên là tôi vẫn còn những người đồng đội cũng bờ rồ, nhưng mà không bằng tôi. Nói chứ cái trận đầu là tôi để cho những người đồng đội của tôi thể hiện chút xíu, để cho anh em thấy được trong trận đấu này những người anh em thiện lành của tôi không có vô dụng. Chứ mất công anh em không thấy gì, anh em nói đồng đội tôi không có làm được gì chứ. Mất công chúng tim đen tụi nó. Okay. Bây giờ mới là lúc tôi thể hiện kỹ năng chọi bơm thượng thừa nè. Chàng đấy ơi, làm gì mà mấy bay kéo bày kéo đảng lên trên vậy? Cầm lựu đạn cho bộ cầm súng đâu mà công dữ vậy? Thôi tụi bay công đường đó đi, tôi chạy qua đây cho riêng biệt. Chứ đi chung thì sao mà thể hiện được trình độ của tôi? Cho hội trong nhà này có ai không? Ở đậu xanh có bên nhà bên kia. Trốn lẹ. Ủa nó thấy tôi chưa ta? Để tôi ném quả lựu đạn qua cho nổ tới công chuyện nó. Mày mà còn đứng ở đó là đường nào cũng nằm chèm bẹp. Như vậy là nó đã chạy qua bên kia rồi. Mày có chạy đi đâu thì cũng phải nằm xuống dưới tay của tao thôi. À đây rồi, dí theo luôn chứ ngại ngùng gì nữa. Trời đất ơi, nó chạy đi đâu mà nhanh dữ vậy? Rồi luôn, đồng đội của tôi nó nằm chèm bẹp hai thằng rồi. Còn cái thằng kia sao không đi theo tụi nó luôn đi? Chàng ơi, nó giỡn mà gục thiệt hả? Cái kiểu này là còn gì nữa đâu mà không giới sao? Đây mới chính là lúc mà tôi thể hiện kỹ năng của mình. Tôi còn ở trong tay một quả lựu. Chỉ cần quả lựu này ném trúng là mọi thứ sẽ được giải quyết. Cái quần đùi gì đang diễn ra vậy? Mèn đấy ơi, vậy mà nó cũng nhảy vô nhà được nữa. Ở đậu xanh mày không thấy tao, mày không thấy tao. Ủa cái thằng này nó chơi game mà nó bịt mắt hả ta? Hồi nãy giờ nó lướt qua tôi hai lần rồi đó. Bây giờ trong tay tôi đã hết lựu, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là dùng nắm đấm của mình để hạ bốn thằng địch. Đây rồi con mồi đầu tiên. Để tôi chạy vòng ra ngoài cho nó tưởng là tôi chạy chỗ khác, xong rồi tôi quay lại tôi đục vô mỏ nó. Mồi đẻm luôn. Trời đất ơi, tính toán như thần. Bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài đây, tại vì đồng đội nó sẽ chạy lại cứu nó. Ủa sao tới hai thằng bên đây dữ vậy? Tôi tưởng nãy giờ thằng áo vàng nó không thấy tôi. Ai dè, tôi giả bộ. Mày dám lừa gạt tao là mày tới công chuyện mày rồi. Tôi ghim cái thằng áo vàng đó đó. Mày tới công chuyện mày với tao chiến này rồi. Hé luôn mấy bạn trẻ, mấy bạn có công lên cái đường thùng dầu này không? Tôi đem lựu đạn tới đây. À đây rồi, thấy rồi nha. Mày định công qua cái đường cây cầu bên đây đúng không? Mèn đấy ơi, để tôi bắt bài là tiêu rồi. Lựu đạn thơm ngon mời bạn ăn nha. Ông chùm lựu đạn thế giới luôn. Để tao gạt mày luôn cho lành, chứ mất công đồng đội mày nó qua nó cứu nữa. Mất kêu không có được. Trời đất ơi, team địch còn có hai thằng. Như vậy là bay tới công chuyện mày rồi. Bạn trẻ đâu rồi, ra đây đi. À đây rồi, ở đậu xanh. Người anh em cứu tôi, người anh em ơi. Đúng rồi, tình đồng đội phải gắn kết. Ủa đậu xanh đi đâu vậy? Ê cứu tôi cái đi. Đặt keo kêu cứu tôi cái rồi mình xử lý nó sao? Trời đất ơi, không có tôi khó win lắm. Help me. Ủa còn thằng nữa đâu? À đây rồi, bạn bật bụi cỏ lên cứu tôi phải không? Không có đâu. Người anh em, tôi ở sau lưng người anh em nè. Cứu tôi dậy đi chứ. Ở đậu xanh. Ở win thì cũng vui đó, nhưng mà đồng đội gì tệ quái. Cái trận này tôi nghĩ là tôi không nên đi chung với mấy đồng đội đâu. Có cũng như không thì đồng đội cái quần què gì nữa. Thôi từ giờ thân ai nấy lo, mạnh ai nấy chạy đi nha. Mà thôi đi chung với tụi nó chứ đi mình mới không làm chèm bẹp nữa. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tôi nghĩ là chạy lòn qua đây thì sẽ tránh được cái chạm trán đầu game. Hình như là cái tụi này nó đang ở trên nhà gà. Mày tới công chuyện mày với tao rồi. Trời đất ơi, thính gớt trước mặt luôn. Đâu đồng đội mình nó ném lũ ghê vậy. Rồi tự nhiên lút cây súng dùng chỉ vậy chàng. M82B cũng ngon đó, nhưng mà dáng này chơi ném lũ nha. Đồng đội tôi nó hạ địch bằng lũ thì tôi cũng làm được.
Cái đậu xanh, mày ném hết trơn rồi tao ném cái gì nữa? Tốn trái lựu mà không có hạ được nào chứ. Không vui à nhen. Đây rồi, đặt bên đây đúng không? Để tao ném lựu chón tao chón nó cho nó hết thấy đường. Có cái mùi gì đó sai sai đây nè. Trời đất ơi, sao tự nhiên hết thấy đường rồi? Quả táo nhãn lồng. Nhưng mà không sao, chưa gục là được. Mày ở trong cái nhà này đúng không? Chuẩn bị lên dĩa nè. Ủa, không có ai chứ hả? Vậy là chắc nó núp ngoài sau cái nhà này rồi. Hello mấy fan, tao thấy cái chân mày rồi nhen. Màn đéo ơi, sao mà đỡ được? Còn nhỏ này nữa. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Không có ai cứu được em đâu. Khôn hồn thì đứng lại đây, tao nhẹ tay cho. Đó, như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Màn đéo ơi, anh bạn trẻ cuối cùng ở trên cái nhà gà này đúng không? Cái này người ta gọi là chưa đánh mà khai nè. Mà thôi, vì cái sự tự giác của bạn thì mình hứa mình sẽ nhẹ nhàng. Trời đất ơi, đã lên tới đây mà còn gán núp nữa. Mày tới công chuyện mày rồi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Hẹn trận sau, tao cũng đấm mày chang vậy hả? Màn đéo ơi, cứ cái đà này thì sao mà thua được? Mấy đồng đội tôi chạy bên kia hả? Kệ tôi bay luôn, tao chạy qua bên đây. Trời đất ơi, đi chung với mấy đứa bay mất công BKS nữa không có được. Trời đất ơi, ở cái nhà vệ sinh này là hợp lý nè. Có bạn trẻ nào ở đây không? Trời ơi, thấy rồi nhen. Mình sẽ mang đến cho bạn một món quà bất ngờ nè. Mày tiêu mày chiến này rồi. Ủa chưa gục hả? Không sao, thêm trái nữa. Thì sao mà đỡ được? Chàng ơi, bờ gồ laser vậy ai chơi lại? Tao hạ một thằng rồi đó, mày làm sao cho coi được nhé. Trời ơi, hai thằng luôn. Còn có hai thằng thôi đó. Không lẽ những người anh em thiện lành không bằng được cái gì sao? Đúng rồi, anh em nên chạy lên chơi nó đi. Có một thằng áo vàng đứng ở đây thôi, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Sao thấy nhức nhức cái đầu rồi đó? Bởi vì cái gì cũng đến tay tôi hết. Mày dám hạ đồng đội tao là mày tới không chị mày rồi. Chạy đi đâu, mày định chạy đi đâu? Đường nào thì mày cũng nằm chèm bẹp thôi. Mày không nằm thì tao nằm. Bởi vậy tôi ganh cao nhất trong đây, tôi gánh đúng rồi. Không có tôi không biết cái tem này làm ăn được cái gì không à. Bây giờ anh em đi theo tôi, mình chạy thẳng lên mình công nó luôn. Ủa mà tôi có mở mít đâu. Thôi kệ đi, tôi chắc chắn là tụi này nó sẽ chạy lên tầng 2. Không có đường nào mà sai được chứ. Bay xong bay rồi. Ủa sao trái lụ nó dội ngược ra ta? Chàng ở cái trái đầu bị lỗi. Thôi tôi từ giả cái sự nghiệp ném lụ từ đây nha. Trời đất ơi, hai trái dội tường hết hai trái. Cái kỹ năng gì vậy chàng? Bây giờ tôi sẽ dùng cú đấm sấm sét để tôi đấm mấy địch tới công chuyện nó. Màn đất ơi, mày nhảy xuống là mày xong rồi. Mấy đứa này như cái lốp xe, hơi non. Chúng ta cùng đến với chương trình ở cuối mỗi clip. Bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Câu hỏi đầu tiên của bạn Nhật Đắc Bún. Trời đất ơi, cái tên lạ lùng dữ vậy ta. Chú ơi, cho em hỏi là nhạc cuối mỗi clip là nhạc gì vậy? Thì anh em nghe thì anh em tưởng nhạc đám cưới đúng không? Nhưng mà thật ra nó là nhạc Pokemon nha. Tôi không có nhớ cái tên của cái bài nhạc này là gì chứ á. Nhưng mà anh em có thể lên tìm là Pokemon đám cưới là nó ra cái bài nhạc này cho anh em à. Câu hỏi thứ hai của bạn Nhi 2K7. Tại sao chú Sám không có súng laser 7 vậy? Không lẽ bây giờ mình nói mình nghèo? Nói như vậy thì anh em khinh thường mình chết không có được. Ở thật ra là vì hoàn cảnh đẩy đưa, số phận ép buộc, cho nên là tôi không có thích cái súng laser 7 nha. Cái gì mà mình không thích thì mình không lấy thôi đúng không? Đó nên là lý do mà tôi không có súng 7 là tại tôi không thích nha. Chứ anh em đừng có nghĩ là tại tôi nghèo nên tôi không có à. Anh em nghĩ đúng rồi đó. Đừng có quên là để lại comment bên dưới nếu mà muốn hỏi mình cái gì nha. Còn bây giờ thì xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha.